xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh kiến thức chuyên sâu trong video hôm qua chúng ta có gì vẫn chỉ là câu chuyện cây cầu crom và vấn đề tiếp theo đó là nga đã từ bỏ việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trên biển đen có quá nhiều biến động đã xảy ra chỉ trong ngày hôm qua nó khiến cho tôi cảm thấy làm tổng thống của nga chưa hẳn đã là một câu chuyện sung sướng một phương tây tập thể luôn giao giảng với chúng ta là tổng thống vladimir putin là một nhà độc tài nhưng có một sự thật là người được gọi là kẻ độc tài đó lại là mong ước của biết bao các công dân tới từ phương tây muốn ông ấy làm tổng thống của họ có lẽ họ đã quá chán nản với những sự tuyên truyền của giới tinh hoa nước họ những người mà cho tới lúc này thường là nói giỏi hơn làm bạn cần tôi chứng minh ư ừ, vậy hãy để cho người mỹ nói về tổng thống vladimir putin cho nó bó cẩn nhớ nordisk Draven một cựu chiến binh một nhà văn một nhà nghiên cứu lịch sử tới từ houston của mỹ đã phải thốt lên sau những gì mà tổng thống putin đã làm cho nước nga như sau putin luôn chơi thân với phương tây trường hợp mà các nhà lãnh đạo thế giới khác đã thất bại thì ông ấy đã thành công. Từ những năm 90 khủng khiếp sau khi Liên Xô sụp đổ, ông ấy đã giúp cho đất nước này vượt qua thời kỳ đen tối nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Putin đã xây dựng nước Nga trở thành một cường quốc, một siêu cường cả về kinh tế và quân sự. Ông ấy đã khiến cho nó không bao giờ bị đe dọa một lần nữa. Giờ đây, Putin lại một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, vạch trần sự thật Zelensky và cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây ông ấy đã dẫn thế giới này tới một lựa chọn khác ngoài chủ nghĩa bá quyền của mỹ và phương tây bằng vào chính sách đa cực mới ông ấy đã nói với thế giới rằng họ không cần phải là một chư hầu của phương tây nữa tự do chính là tương lai mới của ngày hôm nay putin đã xử lý rất nhiều các lĩnh vực và nội dung phức tạp khác nhau bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được tôi thường thắc mắc về hệ thống chính quyền của mỹ tôi tự hỏi liệu có thể làm được những điều này trong một nhiệm kỳ hay hai nhiệm kỳ tổng thống hay không bây giờ tôi cũng tự hỏi rằng liệu tam quyền phân lập của nước mỹ có còn hoạt động hay không người ta nói rằng chúng ta tự do nhất là với sự cân bằng quyền lực là điều khiến cho nước mỹ trở nên độc đáo nhất nhưng khi cả ba nhánh này đều bị kiểm soát bởi một quyền lực thì tôi không hiểu nó khác với chế độ độc tài hay quân chủ như thế nào đây vậy nên trong mọi trường hợp khi phương tây luôn vẽ hình ảnh putin với ánh sáng của sự khủng khiếp thì lịch sử thực sự mới là điều quan trọng nhất lịch sử sẽ được khắc ghi và ghi nhớ trong hàng ngàn năm tới nó sẽ cho thấy putin có lẽ sẽ là một nhà lãnh đạo được xác định là giỏi nhất của thời hiện đại vâng người mỹ giờ đây không nói về nước mỹ mà người mỹ giờ đây nói về putin đây chính là toàn văn bài phát biểu của anh chàng này và nó cũng đã ghi nhận được phản ứng vô cùng kỳ lạ của những người mỹ một tài khoản tên là mohit mami bình luận như sau đồng ý 100% trăm ông ấy chính là một nhà lãnh đạo giỏi nhất của thế giới một tài khoản khác tên là raven tới từ mỹ bình luận như sau Thế giới sẽ không bao giờ thấy một nhà lãnh đạo nào khác như Putin Không phải trong cuộc sống của chúng ta Ông ấy là tất cả những gì mà chính phủ khủng khiếp của chúng ta không có Trong khi đó một tài khoản khác tên là Sam Jones cũng tới từ Mỹ đã bình luận như sau Đánh giá rất chính xác về Putin Một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thời đại chúng ta Ông ấy đã giúp cho hàng triệu đồng bào của mình thoát khỏi cảnh nghèo đói Bất chấp những khó khăn khi phải vừa củng cố quân đội Nga vượt trội hơn so với Mỹ trong mọi khía cạnh đổi mới quân sự Và ông ấy cũng đang đánh bại chúng ta ở Ukraine trong khi một tài khoản khác tên là Jay Đần cũng tới từ Mỹ đã có những nhận xét về chế độ của Nga và Mỹ như sau. Có thể hiểu được sự khác biệt của cái được gọi là chế độ độc tài và nền dân chủ do những đầu sỏ kiểm soát, nơi mà chế độ độc tài lại được kiểm soát bởi những nhà lãnh đạo mang lòng yêu nước, còn chế độ dân chủ lại được phục vụ cho động cơ lợi ích của các nhóm tinh hoa. Một tài khoản khác tên là Bomber đã bình luận như sau. Phương Tây muốn chúng ta tin rằng Putin là sự trở lại của chủ nghĩa cộng sản thời chiến tranh lạnh, họ thật sự cần phải tăng tốc rất nhiều bởi vì Nga dân chủ hơn Mỹ. Trong khi đó một tài khoản tên là Mitchell đã tỏ ra ước mơ của mình khi anh ấy bình luận như sau. Tôi đồng ý, ước gì có nhiều nhà lãnh đạo thế giới giống như ông ấy, chúng ta sẽ được sống ở một nơi tốt đẹp hơn. Được rồi, đây là một số bình luận tiêu biểu của những công dân Mỹ mà tôi muốn đọc cho các bạn nghe. Nó có vẻ khá là kỳ lạ phải không nào? Bởi vì chúng ta theo dõi truyền thông phương Tây, đặc biệt là truyền thông của Mỹ, họ luôn ra giảng rằng nước Nga không có tự do dân chủ bởi vì họ có Vladimir Putin là một kẻ độc tài ấy thế mà kẻ độc tài này lại được chính những người dân Mỹ mơ ước trong tương lai nước Mỹ cũng sẽ có một tổng thống như vậy Chính những người Mỹ đã cho chúng ta thấy nền tự do dân chủ của họ là cái gì và đang phục vụ cho ai Bởi vì có một sự thật hiển nhiên là không có một công dân Mỹ nào đồng ý với việc chính phủ của họ lấy tiền thuế của dân ra để ủng hộ Ukraine một cách vô tội vạ như vậy Bằng vào cuộc chiến ủy nhiệm này, chính chính phủ của Hoa Kỳ đang hút tới tận tủy những công dân của bọn họ Chứ chẳng phải Nga Chà chà, để chứng minh cho điều này chúng ta hãy xem các công dân của Mỹ đã phản ứng như thế nào Trước phát biểu của chính ngoại trưởng quốc gia họ là Antony Blinken sau khi Nga rời bỏ thỏa thuận ngũ cốc vào sáng nay, 18 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã đăng một dòng thuyết có nội dung như sau Việc Nga từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc trên biển đen đã gây hại cho hàng triệu người đói khổ khắp nơi trên thế giới Nga đã rất vô lương tâm khi sử dụng thực phẩm như một thứ vũ khí Chúng tôi kêu gọi Nga hãy đảo ngược tình huống này và quay trở lại thỏa thuận Vâng, bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ đứng lên khóc thương cho những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới. Dù rằng trong mấy ngày này, hầu như tất cả các quốc gia này chẳng một ai lên tiếng, đặc biệt là các quốc gia tới từ châu Phi. Hãy xem các công dân tới từ phương Tây đã bình luận như thế nào về dòng thuyết của bộ trưởng ngoại giao Mỹ. Một tài khoản tên là Yuri đã vào bình luận như sau: "Những người nghèo đói chỉ nhận được có 3 đến 5% ngũ cốc theo những thỏa thuận này, một tên dối trá khốn kiếp và hèn hạ. Phần còn lại của tất cả số ngũ cốc này lại đến Hoa Kỳ và Liên minh châu" Một tài khoản tên là Deborah Hinn cũng tới từ Mỹ đã bình luận như sau Ai đang là những người sử dụng số thức ăn này? Không phải những người mà ông ấy nói ở đây Cái được gọi là sáng kiến ngũ cốc biển đen Là một thỏa thuận đạt được vào tháng 7 năm 2022 vừa qua Nó cho phép vận chuyển ngô, lúa mì, lúa mạch và các sản phẩm thực phẩm khác ra quốc tế Từ ba cảng được chỉ định ở Ukraine Nơi được mệnh danh là vựa lúa mì của châu Âu Vậy thực phẩm xuất khẩu của Ukraine đã đi những đầu Liên Hợp Quốc cho biết trong số tất cả các sản phẩm thực phẩm Ukraine đã được xuất khẩu theo thỏa thuận ngũ cốc, 47% đã được chuyển đến các nước có thu nhập cao, bao gồm Tây Ban Nha, Ý và Hà Lan, 26% trong đó đến các nước có thu nhập trung bình cao như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc. Nga đã nhiều lần phàn nàn rằng thỏa thuận này phần lớn mang lại lợi ích cho các quốc gia giàu có hơn. Một tài khoản khác tên là Roman đã phản bác lại những quan điểm của Blinken như sau. Tại sao ông không làm điều đó với phần còn lại của thế giới và các chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu của họ trong việc cố gắng ngăn chặn mở các trang trại hay các công việc của trang trại? Làm ơn đừng hành động như thể là ông quan tâm đến con người và thức ăn khi mà chính chúng ta ở Mỹ cũng có rất nhiều người vô gia cư đang đói khát trên khắp đất nước của mình. Vậy đó, hôm nay chính là chuyên mục Người Mỹ nói về nước Mỹ. Nếu như trong các video trước, tôi thường đưa cho các bạn các thông tin dẫn nguồn từ truyền thông phương Tây thì hôm nay tôi muốn đưa cho các bạn những dẫn chứng chính xác nhất về góc nhìn của những công dân trong chính quốc gia này chẳng cần tôi phải nói các bạn cũng thừa hiểu rằng ai cũng nhận ra được đây chỉ là một sự đạo đức giả của phương tây ở mỹ chưa bao giờ có cái được gọi là sự thương xót cho những người nghèo trên thế giới bởi nếu có những điều này thì nước mỹ đã không có những người vô gia cư với những hành động này của mỹ Tôi thấy rằng nó giống như là một sự thổi giá, một sự đổi trách nhiệm cho những người Nga, cho Tổng thống Putin để sau này tiền bán ngũ cốc lãi to thì họ thu vào trong túi, trong khi trách nhiệm và lỗi lầm thì thuộc về nước Nga. Chúng ta có thể hiểu như thế này này, kể từ khi bắt đầu kết thúc thỏa thuận ngũ cốc trên biển đen thì còn rất nhiều các sản phẩm ngũ cốc của Ukraine đang bị tồn động ở châu Âu. Số lượng này vẫn chưa thể bán hoặc có thể là giá nó đang thấp không bán được. Vì vậy, tôi có cảm giác rằng sự kiện Ukraine cho tấn công cầu Crimea ngoài việc đây được coi là một biểu tượng chiến thắng để tô vẽ cho truyền thông mặt khác nó còn khiến cho những người nga tức giận phong tỏa biển đen tạm thời rời bỏ thỏa thuận ngũ cốc lúc này giá ngũ cốc chắc chắn sẽ tăng vọt và số lượng ngũ cốc còn tồn động ở phía châu của những người mỹ sẽ được thúc đẩy để bán với giá cao hơn bởi thế chúng ta mới thấy câu chuyện chính lúc này những người mỹ mới là những người sông sáo nhất trong vụ thỏa thuận ngũ cốc trên biển đen chứ không phải châu rõ ràng là mỹ cũng chẳng hề muốn nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ít nhất là tại thời điểm này khi mà những người mỹ bán xong số lượng ngũ cốc khổng lồ với giá cao có lẽ họ mới bắt đầu đáp ứng những điều kiện của nga để khiến cho nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc tại sao những người mỹ lại hô hào nhiều nhất lúc này ư ừ, một mặt là họ muốn đổi hết lỗi lầm cho những người nga mặt khác việc đổi cho nga cũng là một sự thổi giá bởi vì nga cầm đoán thế nên ra ngũ cốc tăng cũng là điều hiển nhiên phải không nào vậy điều gì sẽ xảy ra vào lúc này vâng thưa các bạn rất có thể mỹ sẽ điều tàu chiến kết hợp cùng với thổ nhĩ kỳ cũng là một quốc gia đang trục lợi trong thỏa thuận ngũ cốc họ sẽ tự mở một hành lang an toàn lương thực của ukraine để vận chuyển bán số ngũ cốc giá cao đi khắp nơi trên thế giới chưa cần xem các bạn cũng có thể hiểu là giá sẽ tăng như thế nào rồi phải không nào tàu chiến vận chuyển cơ mà đủ các loại phí bảo hiểm sẽ được cộng dồn vào đó lúc này nga có thể làm gì Việc Nga cần làm là chỉ cần kiểm soát xem số tàu này có vận chuyển các vũ khí để tấn công vào lãnh thổ của Nga hay không Còn lại cứ cho họ đi Bởi vì số ngũ cốc giá cao này, các công dân của châu sẽ là những người gánh chịu chính Châu lục này mỗi năm tiêu thụ hơn 40% số lượng ngũ cốc tới từ Ukraine Giá cả tăng vọt sẽ là điều chắc chắn Và đỉnh điểm của nó sẽ là mùa đông năm này Khi mà lương thực và thực phẩm sẽ cùng đồng loạt tăng giá Phía châu Phi thì rõ ràng đang có những hợp tác rất thân mật với cả Nga rồi. Nếu họ thiếu ngũ cốc, nếu họ thiếu phân bón thì họ liên hệ trực tiếp với cả những người Nga. Quốc gia xếp vị trí số 1, số 2 về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Vậy nên, việc gì họ phải mua qua trung gian qua những người Mỹ. Đây chính là góc nhìn của tôi về sự kiện thỏa thuận ngũ cốc trên biển Đen và lợi ích giữa các bên giữa Nga, Mỹ và châu. Âu. Thỏa thuận này có khả năng được gia hạn nhưng nó sẽ chỉ được gia hạn sau khi mà số ngũ cốc đang được những người Mỹ thổi giá lên bán xong và việc gia hạn này cũng nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của những người nga nếu những người nga cảm thấy lợi ích là đủ để cho họ tiếp tục gia hạn thì chẳng có lý do gì mà họ không gia hạn phải không nào còn trong trường hợp hiện tại những người nga cũng rất vui vẻ xem kịch bởi vì những kẻ khốn khổ đang là châu âu chứ chẳng phải ai cuối cùng vào ngày hôm nay điện kremlin đã công bố cuộc họp của tổng thống vladimir putin với những quan chức cấp cao của nga về tình hình cây cầu kremlin và những gì nga sẽ đáp trả cho những kẻ khủng bố tới từ kiev đầu tiên là phó thủ tướng Liên bang Nga Mikhail khusulin đã báo cáo tình hình cây cầu Kriv với tổng thống Putin. Theo những đánh giá sơ bộ, thì cây cầu này hoàn toàn có thể thông xe một chiều vào ngày 15 tháng 9 và thông toàn bộ vào ngày 1 tháng 11. Trong lúc chờ đợi, phía Nga sẽ cho xây dựng một cây cầu tạm dài 250m để thay thế cho một trục đang bị phá hỏng trên cầu Kriv, giúp cho những người dân có thể đi lại dễ dàng hơn. Vậy đó, theo những báo cáo của Phó Thủ tướng Liên bang Nga thì vấn đề cây cầu Crimea không còn là vấn đề nữa. Vấn đề duy nhất của nó hiện giờ chỉ là bộ mặt của Liên bang Nga và những công dân của Nga thiệt mạng. Lúc này, Tổng thống Putin cần phải xử lý như thế nào để có đòn đáp trả xứng đáng lấy lại mặt mũi cho nước Nga mà thôi. Để hiểu rõ nước Nga sẽ chuẩn bị làm gì thì chúng ta cần nghe những lời nói cuối cùng của Tổng thống Putin sau cuộc họp về tình hình cây cầu Crimea. Ông ấy đã nói như sau. Cảm ơn rất nhiều về báo cáo của các bạn. Tình hình nhìn chung đã rõ ràng. Chúng ta đều biết cần phải làm gì. Tôi hy vọng rằng công việc này sẽ được tổ chức một cách nhịp nhàng, trôi chảy và sẽ dẫn đến kết quả mong muốn. Phần kết luận, tôi muốn nói điều này để nhắc lại rằng những gì đã xảy ra là một hành động khủng bố khác của chế độ Kiev. Tội ác này là vô nghĩa từ quan điểm quân sự, không có ý nghĩa gì cả. Vì cây cầu Krum đã không được sử dụng cho giao thông quân sự trong một thời gian dài, nó chỉ thể hiện sự tàn nhẫn vì đã khiến cho dân thường vô tội đã bị thương và thiệt mạng. Tất nhiên, chắc chắn rồi, sẽ có một phản ứng lớn từ Nga. Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị một kế hoạch lớn cùng với rất nhiều các đề xuất liên quan. Vâng, với những lời phát biểu cuối cùng của Tổng thống Putin, rõ ràng nó là một tập sát lệnh gửi tới chế độ kép. Có lẽ những người đứng đầu ở Ukraine hiện giờ đang chui vào bong ke mà trốn hết rồi. Bởi vì tôi khá chắc chắn rằng, lần thứ hai lấy lại mặt mũi cho cây cờ Krum, Bộ Quốc phòng Nga cần phải tung ra một đòn để khiến cho tất cả các công dân Nga thỏa mãn. Điều an ủi duy nhất theo tôi vào lúc này đối với cả chế độ Kiev là có thể sau đợt tấn công của Bộ Quốc phòng Nga thì giá ngũ cốc sẽ còn tăng hơn nữa và tất nhiên rồi những người Mỹ sẽ cười phơ lớn cho câu chuyện này. Tuy nhiên những người phải khóc lại là các công dân tới từ Ukraine và châu Âu. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.